Liệu pháo không khí của Doraemon có ngoài đời thật không? Tình cờ là ngày hôm nay tôi đang ngồi xem YouTube thì tôi đã phát hiện ra một video rất là thú vị luôn. Đó chính là anh này, anh đang dùng một cái khẩu pháo để bắn ngã những cái lon nước này. Và đặc biệt là khẩu pháo này chỉ sử dụng bằng không khí thôi. Bằng sự tò mò của mình cho nên ngày hôm nay tôi sẽ quyết tâm chế tạo cho bằng được cái khẩu pháo không khí này. Và ít nhất là có thể bắn ngã được cái chai nước này. Trước tiên tiến hành thí nghiệm thì tôi sẽ đi mua cho mình một quả bong bóng thật là xịn sò luôn. Bởi vì là khi chúng ta kéo giãn quả bong bóng này lên thì lực đẩy không khí của quả bong bóng thật sự rất là khủng khiếp luôn. Sau đó thì tôi sẽ cắt 1/3 vỏ chai nước ra. Tiếp theo thì tôi sẽ lau quả bong bóng vào vỏ của chai nước, quấn tờ giấy trắng này lại. Cuối cùng thì lấy nguồn không khí vào bên trong vỏ chai nước. Và đây là kết quả cuối cùng của video này. Tôi thấy còn rất là dễ cho nên tôi sẽ đổ nước vào bên trong cái chai nước này. Bây giờ thì thử lại thêm một lần nữa. Nhớ like và nhớ đăng ký ủng hộ tôi nha.